Thưa sư, cho con hỏi, gần nhà con có một trường hợp theo ngôn ngữ thế gian là bị ma phá. Người ấy hay nhìn thấy bóng cô hồn ở những cây to hay chỗ đình miếu mà hay và hay bị vong ốp. Thỉnh thoảng ở nhà rất đau đầu, ra đường cũng đau, uống thuốc không khỏi, kiểu như có khi nhân phá vậy, nhưng khi đi đến nhà người khác lại không đau nữa. Người ta bảo ma người ngoài không vào được nhà mình vì có người canh cửa, chỉ có ma trong người nhà mình mới được vào. Như vậy họ có nói đúng hay không? Hồi xưa đó sư, xin thưa là hồi xưa đó, khi mà chư vị thánh tăng vẫn còn thì các vị đó biết được á, là cái chuyện đó là có phi nhân phá hay không, là chúng ta gọi là có ma có vong gì nhập hay không. Và sau khi mà họ biết là không phải đó thì họ mới tính tới cái chuyện là bị bệnh. Còn chúng ta thời nay đó, chúng ta không có năng lực thần thông, chúng ta không có ai chứng thánh hết. Thì chúng ta phải làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta phải xét coi là cái người đó có bệnh hay không, rồi mới xét tới cái chuyện là họ có bị vong phá hay không. Xin thưa là rất nhiều những cái trường hợp mà họ thấy những cái người đã khuất ngoài khuất mặt ấy. Những trường hợp đó đó, sư đề nghị họ nên đi khám MRI ha, khám MRI, có là chụp cộng hưởng từ. Tại cái này á, là có cơ sở nha, chứ không phải sư nói không có, không có cơ sở. Bởi vì rất nhiều những trường hợp như vậy rồi, không phải là một hai trường hợp mà nhiều trường hợp như vậy rồi, khi mà họ thấy những cái hình ảnh bậy bạ đó mà họ nghĩ là bị vong nhập á, thì đi vào chụp MRI thì mới phát hiện là họ bị nhồi máu não, tức là bị nhồi máu não. Thì chỉ khi mà quý vị chụp MRI thì quý vị sẽ phát hiện ra liền. Cho nên là những trường hợp này sư đề nghị quý vị, việc đầu tiên trước khi quý vị tìm tới thầy chùa, trước khi quý vị tìm tới ông này bà kia, thì quý vị đi làm chụp MRI một cái đi. Chụp MRI hình như có tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi. Chụp một cái đi, nói với bác sĩ là tôi bị thấy ảo giác đó, để bác sĩ cho tôi chụp một cái đi để coi tôi có bị nhồi máu não hay không. Tại sao quý vị chịu khó, chịu bỏ ra cả chục triệu, quý vị đi khám ông này bà kia mà không chịu đi vô bệnh viện chụp cái não mình coi chúng ta có bị nhồi máu hay không ha? Nên đi khám cái đó trước. Chưa, trong cái trường hợp mà quý vị chụp MRI rồi mà quý vị không có cái chuyện mà bị nhồi máu não đó, thì mới tính tới cái chuyện là quý vị đi hỏi các nhà sư. Tại vì những cái trường hợp này cái biểu hiện rất là rõ ràng của người bị nhồi máu não nè, đau đầu, rồi ở nhà cũng đau mà ra ngoài cũng đau, và thường hay thấy ảo giác, thì cái đó cái khả năng mà bị nhồi máu não rất là cao. Sư là một ông sư, sư biết, sư tin cái sự tồn tại của phi nhân đó. Mà chính vì sư hiểu phi nhân được mô tả trong kinh tạng như thế nào, cho nên sư mới yêu cầu quý vị là làm ơn trước hết đi kha chụp MRI cái đi, coi có bị nhồi máu não hay không. Rồi khi đó đó mới tính tới cái chuyện là vào chùa nhờ chư tăng giúp đỡ ha. Thì nếu như mà trong cái trường hợp mà bị phi nhân phá đó, thật sự là phi nhân, có nghĩa là quý vị làm ơn vào chùa đó mà nói với sư là con bị phi nhân phá, ta làm ơn đem một cái bản cái kết quả chụp cộng hưởng từ MRI đem lên cho sư, báo cho sư biết con không bị nhồi máu não, rồi sau đó nói chuyện với sư ha. Thì khi đó, đó quý vị mới làm, chư tăng mới giúp quý vị được, lúc đó mới hiệu quả. Chứ còn mà quý vị bị do bệnh lý, có nghĩa là bị nhồi máu não đó, mà quý vị đi mà quý vị cứ vô mà đòi chư tăng phải tụng cái này tụng cái kia thì nó chật chìa. Rồi tới là hồi mà quý vị bị nặng hơn thì quý vị sẽ nói là ở đây chùa này không có linh, qua chùa khác, thì nó tội chư tăng lắm ha, tại vì cái đó là oan lắm.
Bệnh thì đi khám bác sĩ chừng nào bệnh không phải, chừng nào cái vấn đề không phải do bệnh thì lúc đó hẳn tìm đến thầy chùa nha. Cái này là xin nói thật lòng, còn quý vị có tin hay không thì đó là chuyện của quý vị. Và xin thưa, nếu quý vị tới mà gặp sư trình bày vấn đề con bị phi nhân phá thì làm ơn đưa giùm sư cái kết quả chụp MRI rồi sư mới nói chuyện với quý vị. Rồi tiếp theo, sư biết là sư nói cái này thì nhiều người họ sẽ không có vừa lòng, nhưng mà sự thật á, dù cho 100 người, 1.000 người, cả thế giới này không có ai đồng ý hết thì sự thật nó vẫn cứ là sự thật. Còn cái điều dối trá đó, dù cho cả tỷ người đều đồng ý thì nó vẫn cứ là điều dối trá thôi. Còn quý vị muốn sự thật hay muốn điều dối trá là do quý vị. Thưa sư,